Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Sáng ngày 28 tháng 7, thêm 2.861 ca COVID-19, 20.172 ca khỏi bệnh trong đợt dịch thứ tư. Đồng Nai, người dân không ra đường sau 18 giờ, tạm dừng toàn bộ dịch vụ ăn uống mang về. Thành phố Hồ Chí Minh chuyển hướng phòng chống dịch sang điều trị giảm thiểu tử vong. Cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương bị bắt. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết trong số này có 3 ca nhập cảnh và 2.858 ca lây nhiễm trong nước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 2.115 ca, Hà Nội 69 ca. Trong đợt dịch thứ tư, hơn 20.000 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Tính từ 19 giờ ngày 27 tháng 7 đến 6 giờ ngày 28 tháng 7, nước ta có 2.861 ca mắc mới, gồm 3 ca nhập cảnh và 2.858 ca lây nhiễm trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 2.115 ca, Đồng Nai 134 ca, Tây Ninh 120, Đồng Tháp 91, Khánh Hòa 86, Hà Nội 69, Bà Rịa Vũng Tàu 56, Trà Vinh 38, Bến Tre 32, Phú Yên 30, Tiền Giang 30, An Giang 24, Đắk Lắk 13, Sóc Trăng 12, Cần Thơ 5, Bình Định 2, Hải Dương 1, trong đó có 403 ca trong cộng đồng. Như vậy, đến sáng ngày 28 tháng 7, Việt Nam có 117.121 bệnh nhân, gồm 2.206 ca nhập cảnh và 114.915 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 113.345 ca, trong đó có 20.172 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 6 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Yên Bái, Quảng Trị, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Nam Định. Có 11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Hải Dương. Về tình hình điều trị, tổng số ca được điều trị khỏi là 22.946 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 211 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 17 ca. Trong ngày 27 tháng 7, có 258.077 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 5 triệu liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là 4.562.339 liều, tiêm mũi 2 là 450.836 liều. Ngày 26 tháng 7, Bộ Y tế có công văn hỏa tốc gửi Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh, thành phố về việc sử dụng test nhanh kháng nguyên COVID-19 với người vận chuyển hàng hóa. Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 số 16, Bệnh viện Dã chiến số 16 tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 2.800 giường, dự kiến sẽ nhận bệnh nhân từ ngày 28 tháng 7. Nhiều bệnh viện tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham gia một phần theo mô hình bệnh viện tách đôi hoặc chuyển đổi công năng để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Tham gia ở tầng 3 trong hệ thống 5 tầng của thành phố như Bệnh viện Hòa Mỹ Thủ Đức, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Xuyên Á, Bệnh viện Nam Sài Gòn. Nghệ An phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu sau khi phát hiện 2 nhân viên mắc COVID-19. Quảng Bình kích hoạt Bệnh viện Dã chiến Quảng Bình, thành lập tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Quảng Bình, tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Ngày 26 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có quyết định thành lập 9 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 với quy mô 1.790 giường bệnh trên địa bàn tỉnh. Trước đó, trên địa bàn tỉnh đã có 4 bệnh viện điều trị COVID-19 với tổng số giường bệnh là 740 giường. Từ ngày 27 tháng 7, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai chính thức bắt đầu thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà. Đồng Nai, người dân không ra đường sau 18 giờ, tạm dừng toàn bộ dịch vụ ăn uống mang về. Tối ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định về việc thực hiện nghiêm một loạt các biện pháp trong công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, mặc dù địa phương đã áp dụng giãn cách xã hội trên toàn phạm vi toàn tỉnh,
theo chỉ thị 16 từ ngày 9 tháng 7, nhưng vẫn còn người dân chủ quan, chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể là lượng người, phương tiện ra ngoài khu vực công cộng, tham gia giao thông không thuộc trường hợp cấp thiết vẫn còn nhiều. Do đó, để thực hiện hiệu quả hơn, quyết liệt hơn chỉ thị 16, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Thời gian thực hiện từ 0 giờ sáng ngày 28 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8, ngoại trừ những người thuộc 5 nhóm trường hợp gồm cấp cứu, cứu hỏa, các lực lượng làm công tác phòng chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên của cơ quan báo đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, lực lượng xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan về việc phân công nhiệm vụ công tác. Các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu, đưa đón lực lượng phòng chống dịch bệnh, phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện phương án 1 cung đường, 2 địa điểm, phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa, xuất nhập khẩu. Song song đó, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh tạm dừng các dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống, chế biến sẵn, kể cả mua hàng mang về. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 29 tháng 7. Giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã rà soát, thông báo và công khai cụ thể các địa điểm kinh doanh, buôn bán mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân được hoạt động. Khẩn trương tổ chức thực hiện phát phiếu mua hàng thiết yếu cho người dân tại địa phương. Trong đó, phân chia tần suất theo phương án hộ gia đình, mỗi hộ được phát phiếu mua hàng 2 ngày một tuần. Đối với người kinh doanh, buôn bán hàng thiết yếu tại các địa điểm được Ủy ban Nhân dân cấp xã cho phép thì được đi lại để bổ sung nguồn hàng thiết yếu phục vụ người dân, nhưng phải có giấy xét nghiệm âm tính trong thời hạn 3 ngày. Thành phố Hồ Chí Minh chuyển hướng phòng chống dịch sang điều trị giảm thiểu tử vong. Chủ tịch thành phố nhấn mạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển hướng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 sang mục tiêu trọng tâm là điều trị giảm thiểu ca tử vong. Do đó, cấp cứu giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Chiều ngày 27 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong đã tới kiểm tra hệ thống chuyển bệnh nhân tại Trung tâm Cấp cứu 115, Công viên Phần mềm Quang Trung, quận 12. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, thành phố đang chuyển hướng công tác phòng chống dịch COVID-19 sang mục tiêu trọng tâm là điều trị, giảm thiểu ca tử vong. Do đó, công tác cấp cứu giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nâng cao năng lực tiếp nhận bệnh nhân. Người đứng đầu chính quyền thành phố nêu thực trạng, thời gian qua, nhiều địa phương phản ánh tổng đài 115 bị nghẽn. Nguyên nhân của vấn đề này đến từ các bệnh viện tiếp nhận. Để khắc phục tồn tại trên, thành phố Hồ Chí Minh đã nâng cấp thiết bị, máy móc, con người để tăng năng lực tiếp nhận bệnh nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã gửi thư kêu gọi các bệnh viện tư nhân cùng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19. Để tạo thuận tiện cho công tác phục vụ bệnh nhân mắc COVID-19 tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức, 4 trạm cấp cứu vệ tinh đã được thành lập ở các địa bàn. Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu khẩn trương đưa những đơn vị này vào hoạt động. Dịch bệnh đang diễn biến rất nhanh, sự chậm trễ của việc cấp cứu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực đóng góp của lực lượng cấp cứu cùng lực lượng tổng đài viên đang trực tiếp làm việc trong suốt quãng thời gian qua. Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, trong bối cảnh thành phố đang chuyển hướng sang công tác trọng tâm là điều trị, giảm thiểu ca tử vong, công tác cấp cứu đóng vai trò đặc biệt quan trọng, huy động thêm xe cứu thương từ các nguồn tài trợ. Ông Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuần qua trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận 5.000 cuộc gọi tới. Để đảm bảo điều kiện duy trì hoạt động toàn thời gian, tổng đài đã nâng lên thành 40 đường truyền so với chỉ 14 đường truyền ban đầu. Đối với phương tiện vận chuyển, trung tâm đang có 29 xe cấp cứu, chưa đủ đáp ứng nhu cầu phục vụ các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó, việc không thể sử dụng xe taxi như trước đây khiến nhu cầu gọi xe cứu thương ngày càng tăng. Để khắc phục vấn đề này, Sở Y tế đã có kế hoạch sử dụng 200 taxi truyền thống làm taxi y tế. Mỗi xe sẽ trang bị đủ trang thiết bị y tế cần thiết. Để giải quyết ngay bài toán trước mắt, Sở Y tế đã có kế hoạch sử dụng taxi truyền thống nâng cấp thành taxi y tế. Theo kế hoạch là 200 xe của công ty Mai Linh, bao gồm tài xế và nhân viên y tế theo xe. Về điều kiện hoạt động, mỗi xe có 2 bình oxy 7 lít, test nhanh, được khử trùng, đồ thiết yếu để vận chuyển. 200 xe taxi y tế sẽ gắn chặt với địa bàn quận huyện thông qua cơ sở cách ly quận huyện.
Ông Nguyễn Duy Long cũng thông tin 4 trạm cấp cứu vệ tinh đã được đơn vị khảo sát xong vị trí. Dự kiến Trung tâm cấp cứu 115 sẽ đưa nhân lực làm lực lượng nòng cốt, túc trực tại các địa điểm này. Cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương bị bắt. Ông Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh ủy, cựu phó chủ tịch tỉnh Bình Dương bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tối ngày 27 tháng 7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV, Tổng Công ty 3/2. Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02 PC03 ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và quyết định số 14 QĐ-VKS P1 ngày 3 tháng 9 năm 2020 của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chuyển vụ án về điều tra theo thẩm quyền. Vụ án nêu trên thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 27 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Nam, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi tài sản cho nhà nước.